Nhà hàng phải đóng cửa vì bị phát hiện để nhân viên dùng miệng đút thức ăn cho khách. Nhà hàng này mới mở cửa vào tháng 4 tại điểm du lịch nổi tiếng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Với mong muốn thu hút khách nữ thưởng thức, nhà hàng đã tuyển chọn những nam nhân viên có thân hình vạm vỡ, cơ bắp đẹp như người mẫu để thực hiện dịch vụ phục vụ đặc biệt này. Những nam nhân viên này mặc áo ba lỗ hoặc là cởi chân, thực hiện các điệu nhảy khiêu khích để cuốn hút sự chú ý của khách nữ. Họ còn đút thức ăn vào miệng của khách nữ bằng chính miệng của mình và sau đó thì chu đáo lau miệng và massage vai cho họ. Được biết, mỗi thực khách khi tới nhà hàng này sẽ phải trả khoảng 110 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 360.000 đồng. Thế nhưng mới đây thì nhà hàng này đã chính thức bị đình chỉ hoạt động, bị tịch thu khoảng 35 triệu đồng và bị áp phạt gấp 10 lần số tiền này.